Và bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thú vị trong chuyên mục Bạn Có Biết. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về những con đường thiên lý tại thành phố. Vậy đường thiên lý là gì và tại sao thành phố chúng ta lại có những con đường thiên lý? Thì bây giờ Ngọc Diễm và Hà Trinh sẽ cùng có những câu chuyện rất là thú vị dành cho quý vị. Kính thưa quý vị, đường thiên lý là một thuật ngữ giao thông dùng khá là phổ biến trong thời phong kiến và bây giờ thì chúng ta còn bắt gặp nó trong những cái văn bản cổ ngày xưa. Và đường thiên lý có nghĩa là những con đường dài ngàn dặm, và nếu như mà hiểu một cách nôm na thì đường thiên lý chính là đường quốc lộ ngày nay. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có tuổi đời khoảng 300 năm mà thôi. Như vậy thì làm sao có đường thiên lý? Nhưng mà thực ra ở trung tâm thành phố cũng đã có những con đường dài có thể được gọi là đường thiên lý ngày xưa. Và ở thời nhà Nguyễn thì chỉ có hai con đường được gọi là đường thiên lý. Trong đó thì con đường đầu tiên là con đường rất là quen thuộc của chúng ta, đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và với con đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay cũng như là ở trong thời phong kiến thì với một cái vai trò là đường xương sống giao thông huyết mạch có thể nối thành phố với các tỉnh ở phía Bắc và thông qua nút giao thông ở Hàng Xanh và ngay cầu Sài Gòn nữa. Hà Trinh vừa tiết lộ là một con đường thiên lý của thành phố. Vậy con đường thiên lý còn lại là gì? Đó chính là đường Cách Mạng Tháng 8. Xưa kia dưới thời nhà Nguyễn thì đây là tuyến quốc lộ nối liền thành phố và nước bạn Campuchia. Và ngày xưa thì chúng ta thấy là những con đường thiên lý này đều là những tuyến đường cơ bản đầu tiên khi mà đô thị Sài Gòn được bắt đầu khai hoang và bắt đầu hình thành những con đường giao thông. Và chúng ta thấy là dù là thành phố của chúng ta đã trải qua hàng trăm năm với rất là nhiều lần cải cách, thay đổi với nhiều cách thức khác nhau, nhưng mà đường Nguyễn Thị Minh Khai hay đường Cách Mạng Tháng 8, những con đường thiên lý này vẫn giữ nguyên vị trí và vai trò của nó là giao thông huyết mạch trong đô thị. Và có một điểm ngược rất là thú vị, đó là hai con đường mà chúng ta vừa kể tên đều thể hiện rất là rõ cái tính chất gọi là ngàn dặm của nó. Hà Trinh có để ý là hai con đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai đều có hình dáng rất là đặc biệt so với hàng ngàn con đường khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là sự dài thẳng tít tắp qua nhiều cây số và đi qua nhiều quận khác nhau, đúng như là tính chất thiên lý ngàn dặm của nó. Và ngoài vị trí là những cửa ngõ, những cái nút thắt giao thông trong thành phố, thì hai con đường thiên lý này đều là những con phố tiêu biểu cho lịch sử hình thành lâu dài của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn 300 năm. Và cả Cách Mạng Tháng 8 và đường Nguyễn Thị Minh Khai đều là hai con đường mang những giá trị lịch sử lâu dài trong hệ thống giao thông của thành phố Hồ Chí Minh.